Xin chào nhà, rất vui vì em đã quay trở lại channel của mình cùng với là Call of Duty Mobile. Ok, hôm nay em sẽ cùng quay trở lại với cả series thử thách của fan và thử thách của anh em. Và trước khi đến với cả thử thách nhân vật chính của anh em hôm nay thì anh em đừng quên để lại cho mình một like với cả một subscribe ở bên dưới nhá, để mình có thêm nhiều động lực, mình làm thêm nhiều clip và mình làm thêm nhiều thử thách của anh em nữa. Đấy, và anh em nhìn thấy ở dưới đâu, đấy chính là cái link donate của mình. Nếu mà anh em không tiện gõ cái link này nhá thì mình sẽ để ngay cái link ở bên dưới phần mô tả cho anh em tiện bấm vào nếu mà anh em ủng hộ mình nhiều hơn. Ok không, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ok, bây giờ quay trở lại với cả nhân vật chính của anh em mình ngày hôm nay, đấy chính là thử thách của một bạn tên là Hương Quỳnh. Nếu mà anh em có theo dõi trên cộng đồng nhiều ấy thì chắc chắn là anh em sẽ biết bạn này. Bạn ấy là một cái gọi là tay to sniper luôn, bắn sniper kinh thực sự. Đấy, và bạn ấy có một cái phong cách bắn là gì? Bạn ấy xoay phát không bắn, xoay vòng bắn, xoay vòng bắn. Ôi thề nó chóng mặt vãi chưởng đấy. Và hôm qua hôm trước thì bạn ấy có comment vào clip của tôi. Comment là đố mình. Ok. Đố mình bắn theo phong cách của bạn ấy là phải xoay vòng bắn, xoay vòng bắn, xoay vòng bắn. Thề luôn, không hiểu kiểu gì luôn, chóng mặt vãi chưởng. Nhưng mà không sao anh em, anh em chỉ cần yêu cầu là tôi sẽ luyện tập, là tôi sẽ làm theo. Đấy, và sau một cái thời gian, nguyên một ngày hôm qua tôi luyện tập, tôi cứ vào phòng luyện tập hay là chơi shipment ấy. Đấy, xong rồi tôi xoay vắt bắn, xoay vắt bắn, bắn ra ngoài xoay, bắn ra ngoài xoay, xoay ra ngoài bắn. Chóng mặt dã man luôn. Thì ok, hôm nay mình đã tự tin để mình gọi là thực hiện cái thử thách này. Thế hôm nay anh mình sẽ cùng tôi đấy xem trận đấu của tôi, để tôi thực hiện xem cái thử thách này tôi có làm nổi không, tôi có chơi nổi không nhá. Tôi sẽ sử dụng lâu cớt nha mọi người. Đấy, khẩu lâu cớt ở tôi đây, phụ kiện của nó đây nha mọi người. Phụ kiện này của mình, nếu mà anh em chưa biết hay em thích chơi lâu cớt thì đây, mình sẽ chơi theo kiểu gọi là full cơ động nhá. Mình chơi full cơ động luôn, mình sẽ lắp gọi là lên ngắm nhanh hết sức có thể. Ok, nó đơn giản như này thôi. Nếu mà anh em xem clip của tôi thì anh cũng biết rồi. Với cả mình sẽ dùng linh hoạt nữa nha, linh hoạt tăng luôn cả thời gian nhắm bắn nữa, xoay cho đỡ chóng mặt. Ok, bây giờ anh em mình đã sẵn sàng chưa? Nếu mà anh em chưa rõ cái thử thách đấy là gì, bây giờ thì tôi vào cho anh em xem, biết cái gọi là độ khó của nó luôn. Ok không? Ok, bây giờ thì không nói nhiều nữa, let's go. Ok, trận đấu bắt đầu luôn anh em ơi. Anh em mình sẵn sàng chưa? Úi trời ơi, team mình thiếu người rồi. Ờ nhá, thôi rồi, không sao, tí nữa sẽ có người vào lại. Xoay vòng, xoay vòng. Chơi thề luôn, tôi chắc chắn là bạn ấy chơi chóng mặt cực kỳ luôn. Xoay vòng. Nào, đẩy lên luôn, xoay vòng. Không quá, không quá, không quá. Thề luôn, hồi hộp quá đấy, mình bờ này. Xoay vòng. Ngoài này. Nhờ, ơi, xoay vòng. Ê. Né, xoay vòng. Ui. Ui. Thôi, ơi kìa. Từ nhá, từ nhá, anh em bình tĩnh này. Xoay vòng. Được không? Được không? Anh em ok chưa? Anh em ok chưa? đợi tí anh em bình tĩnh nào, anh em bình tĩnh. Này 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 này. Xoay vòng. Ai ta? Đây 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 đây. Xoay vòng. Xoay vòng ngược lại. Vãi nổi, chóng mặt lắm anh em ơi. Xoay vòng trái. Xoay vòng phải. Ôi. Ôi. Xoay vòng phải. Xoay vòng phải. Xoay vòng trái. Tôi không hiểu chơi kiểu gì anh em ạ. Chóng mắt cực. Xoay vòng phải. Đây. Xoay vòng phải. Thả xe. Ném đồ rôn. Boom. Không xoay. Xoay vòng phải. Hunter killer drone deployed. Friendly shock RC is ready. Xoay vòng phải. Killer drone on standby. Friendly hunter killer drone deployed.
Squad, từ. Bấm UAV. Thả xe. Xoay vòng phải. Xoay vòng phải. Đâu rồi? Ôi! Xoay vòng phải. Xoay vòng trái. Rồi. Úi. Úi. Xoay vòng phải. Hardpoint contested. Friendly hunter killer drone deployed. Ném drone. Bấm UAV. Thả nốt cái xe. Nạp đạn. Trời cười, nó cứ bị làm sao ấy mọi người ạ, thật ý. Nhưng mà khẩu lô cất của tôi đẹp nhỉ? Anh em công nhận khẩu lô cất tôi đẹp không? Là kiểu mình mê sniper ấy. Nên có cái hồi, từ cái hồi làm xong cái phổi sẵn lại thấy cổ sniper bắn nó sướng. Ngờn. Xoay không phải. Tôi không biết trái phải gì luôn hết. Tôi xoay bừa luôn đấy mọi người. Ném. Xoay không phải. Đâu. Ngờn. Ờ hay. Đây. Tôi nghĩ ra này. Nghĩ ra này. Đấy, ô hay. Trời ơi, đâu đây? Xoay vào. Thả chó. Xin một khoai. Khảo súng. Trời ơi. Tôi bắn ghê vãi trưởng ấy mẹ người. Thì đạp đạn xoay vòng trước mặt hai người. Xoay vòng. Máy nó tươi nó giật. Cú. Ném. Thả xe. UAV. Ok chưa? Thử thách gọi là thành công luôn. Xoay vòng. Đau cổ quá chết rồi. Đau cổ quá. Xoay vòng. Đâu rồi? Ok chưa? Mọi người thấy gọi là thể loại này kiểu ok chưa? Mình làm ngon luôn. Gọi là luyện tập, có thời gian luyện tập là mình làm được hết nha anh em. Không có gì khó, chỉ sợ gọi là anh em không cố gắng thôi. Ok không? Và ok, và rất cảm ơn anh em đã xem hết cái clip chóng mặt này của mình. Đến mình còn chóng mặt mà đau hết cả cổ. Thế nên là nếu mà mọi người thấy clip này nó vui hay nó hay hay nó có ích. Ôi chết. Xoay một lúc đầu tóc trông này bú xù, thì đừng quên để lại cho mình một like với cả một subscribe bên dưới nha, để mình có thêm nhiều động lực mình làm thêm nhiều clip nữa. Ôi vẫn top 2 này được chưa, vẫn top 2 này nha. Rất cảm ơn anh em đã xem hết clip này của mình. Và mọi người đừng quên, nếu mà mọi người muốn ủng hộ mình thêm nữa thì link donate mình để ngay bên dưới đây này đó mọi người thấy không. Nếu mà mọi người không tiện bấm thì nó ngay cái phần mô tả luôn. Thật cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ok thì bây giờ là lời cuối rồi, tạm biệt cả nhà nha.